cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Đài RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc lực lượng Ukraine đã phóng một số tên lửa đạn đạo chiến thuật Atak MS mang theo đạn chùm do Mỹ sản xuất vào bán đảo Crimea vào ngày 23 tháng 6, gây ra nhiều thương vong cho dân thường. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công xảy ra vào khoảng giữa trưa 23 tháng 6 giờ địa phương và Ukraine đã nã 5 tên lửa Atak-MS vào Crimea, trong đó 4 tên lửa đã bị đánh chặn trên không. Tên lửa còn lại bị lực lượng phòng không Nga làm hư hại, đổi hướng và phát nổ trên bầu trời thành phố Sevastopol. Hậu quả là các mảnh bom chùm rơi xuống, gây nhiều thương vong cho dân thường. Thống đốc thành phố Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Ravoyev cho biết cuộc tấn công này đã khiến 5 người chết. Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công này vì tất cả những nhiệm vụ dùng tên lửa Atac MS đều do các chuyên gia Mỹ triển khai, dựa trên cơ sở dữ liệu tình báo vệ tinh của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, do đó, trách nhiệm về vụ cố ý tấn công tên lửa nhằm vào dân thường ở Sevastopol này chủ yếu thuộc về Washington, quốc gia đã cung cấp vũ khí này cho Ukraine, cũng như chính quyền Kiev, nơi phát động cuộc tấn công này. Trong khi đó, quân đội Ukraine thông báo đánh trúng sở chỉ huy một trung đoàn Nga tại tỉnh Belgorod, dường như bằng bom dẫn đường quân đội Ukraine ngày 23 tháng 6 thông báo trên mạng xã hội. Không quân Ukraine đã phối hợp với các lực lượng khác trong quân đội để tập kích thành công sở chỉ huy một trung đoàn bộ binh cơ giới đối phương ở Nekoteyevka, tỉnh Bengorod, đã ghi nhận các vụ nổ, mục tiêu đã bị đánh trúng. Nekoteyevka là một ngôi làng gần biên giới Nga-Ukraine, cách thành phố Bengorod của Nga khoảng 30 km về phía tây nam. Đại tá Ukraine Anatoly Stefan cùng ngày đăng video về đòn tập kích cho thấy hai quả đạn lần lượt lao xuống một tòa nhà nằm trên cánh đồng, tạo ra vụ nổ lớn và khói đen dày đặc bao trùm khu vực. Thông báo của quân đội Ukraine không đề cập loại vũ khí được sử dụng. Song Militani, cổng thông tin điện tử của lực lượng này cho biết, Kiev đã dùng bom dẫn đường. Militani cho hay, đối phương sử dụng sở chỉ huy này để điều phối hoạt động trên chiến trường, lên kế hoạch hành động và xây dựng phương án thiết lập phòng tuyến. Phương của Đảng Lao động Triều Tiên chỉ trích Mỹ vì đã hỗ trợ quân sự cho Ukraine và nói rằng phản ứng của Nga là một hành động tự vệ chính đáng. Ông Park nói về việc Mỹ cho Ukraine dùng vũ khí đánh sang Nga. Nếu các chính trị gia ở Mỹ tiếp tục liều lĩnh đẩy cỗ máy xung đột của họ vào Ukraine, theo ông Park, Nga có quyền tự vệ bằng cách thực hiện một cuộc phản công chiến lược để bảo vệ an ninh của mình trước mối đe dọa ngày càng trầm trọng do các thế lực thù địch gây ra. Bất kỳ hành động đáp trả nào của Nga cũng sẽ là hành động tự vệ chính đáng. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Đảng Lao động Triều Tiên chỉ trích Mỹ vì dần dần mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm nhiều bệ phóng tên lửa, xe tăng chủ lực, hệ thống tên lửa chiến thuật tầm xa ATAC MS với tầm bắn 300 km, vân vân. Trước đó, trong một tuyên bố, người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tá Charlie Dyers cho biết Mỹ đã đồng ý cho phép Ukraine dùng vũ khí do Mỹ cung cấp bắn vào Nga ở nơi mà lực lượng Nga đang từ đó tìm cách giành lãnh thổ Ukraine. Theo giải thích của thiếu tá Dias, nếu Nga đang tấn công hoặc sắp tấn công từ lãnh thổ của mình vào Ukraine, thì việc cho phép Ukraine phản công lại các lực lượng đang tấn công họ từ bên kia biên giới là điều hợp lý. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder khẳng định, không có thay đổi nào trong chính sách, vốn luôn có ý nghĩa cho phép Ukraine tiến hành các cuộc phản công xuyên biên giới khi cần thiết. Bên cạnh đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng kêu gọi cho phép Ukraine linh hoạt hơn trong việc bắn vào Nga, cho biết Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Ngoài ra, ông Stoltenberg còn được hỏi cụ thể về việc người Ukraine có được phép sử dụng tiêm kích F-16 để bắn vào lãnh thổ hoặc không phận của Nga hay không sau khi quá trình huấn luyện sử dụng loại chiến đấu cơ này hoàn tất. Ông trả lời rằng Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga để tự vệ và NATO có quyền hỗ trợ họ tự vệ. Về phía Mỹ, trong một phát biểu mới đây, hãng tin Reuters cho biết, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, John Kirby tiết lộ Washington đang theo dõi mối quan hệ giữa Triều Tiên và Liên bang Nga rất rất chặt chẽ. Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Karin Jean Pierre đã nói trong một cuộc họp báo rằng việc tăng cường hợp tác giữa Liên bang Nga và Triều Tiên là một xu hướng đáng được quan tâm lớn đối với bất kỳ ai quan tâm đến việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Trong một tuyên bố ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Washington phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công tên lửa mới nhất của Ukraine vào thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea. Theo các nhà chức trách địa phương, vụ tấn công liên quan đến tên lửa Atak-MS do Mỹ cung cấp đã làm 5 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ nhỏ. Ngoài ra cũng có hơn 120 người bị thương. Cũng theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã phóng 5 tên lửa tầm xa atacms MS mang theo đạn chùm tấn công Crimea. 4 tên lửa đã bị phòng không Nga đánh chặn trên biển đen. Tên lửa còn lại bắn trúng nhưng bay chảy hướng và phát nổ trên bầu trời thành phố cảng Sevastopol. Các mảnh vỡ của đầu đạn chùm rơi xuống đã dẫn đến nhiều thương vong cho dân thường, trong đó có gần 30 trẻ nhỏ. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga có đoạn, tất cả các hệ thống dẫn đường trên tên lửa Atak MS đều do Mỹ chuyển giao cho Ukraine trên cơ sở dữ liệu tình báo vệ tinh của chính họ. Trách nhiệm về vụ tấn công gây thương vong dân thường ở Sevastopol, chủ yếu thuộc về Washington, cũng như chính quyền Kiev. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga lại không nói rõ có hành động đáp trả đối với Mỹ hay không. Về phía Mỹ, Washington tuyên bố cung cấp đạn trùm cho Ukraine vào tháng 7 năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden vào thời điểm đó gọi quyết định này là rất khó khăn, nhưng có lý, cho rằng việc chuyển giao vũ khí này là cần thiết để thúc đẩy một cuộc phản công của Ukraine loại vũ khí trên được coi là cực kỳ nguy hiểm đối với dân thường vì đạn thương trải rộng trên các khu vực rộng lớn và có thể tồn tại dưới lòng đất trong nhiều năm. Cả Mỹ, Ukraine và Nga đều chưa ký công ước về bom, đạn chùm. Tuy nhiên, vào mùa hè năm 2023, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu cho biết Moscow sẽ không triển khai loại vũ khí này chống lại Kiev vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng Nga có thể đảo ngược chính sách này. Ukraine bắt đầu sử dụng tên lửa atacMS MS do Mỹ viện trợ tấn công bán đảo Crimea từ cuối tháng 5. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belushov cho biết tổng cộng 10 chiếc atacMS MS nhắm vào cầu chiến lược Crimea đã bị bắn hạ. Truyền thông Mỹ trong tháng 5 cũng đưa tin Washington đã bật đèn xanh cho Ukraine trong việc sử dụng vũ khí viện trợ, thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga từ vùng Kharkov. Sau đó, Lầu Năm Góc bổ sung thêm rằng Kiev cũng có thể mở rộng phạm vi tấn công ngoài khu vực Kharkov. Còn theo AP, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Atak MS có tầm bắn tới 300 km để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng việc sử dụng vũ khí phương Tây trong các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga là hành động thách thức. Ukraska Pravda đưa tin, các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự chứa máy bay không người lái UAV của Nga tại vùng lãnh thổ Krasnodar do Hải quân Ukraine phối hợp với cơ quan an ninh Ukraine thực hiện. Các bức ảnh vệ tinh được Planet công bố sau đó cho thấy cơ sở được cho là nơi cất giữ UAV cảm tử Zyran 2 bị phá hủy hoàn toàn, trong đó bao gồm cả các tòa nhà huấn luyện, trung tâm điều khiển và liên lạc cho UAV. Ngoài ra, vũ khí đạn dược quân đội Ukraine đã xác nhận việc loại bỏ một số cố vấn quân sự đào tạo lực lượng vận hành Zyran 2 cũng như một số học viện trong vụ tấn công. Trong thông báo của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine ngày 23 tháng 6 cũng xác nhận thông tin Ukraine Pravda đăng tải. Ở chiều ngược lại, Nga cũng có cách đáp trả tương tự. Bộ Quốc phòng Nga thông tin bằng máy bay tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái, lính tên lửa và pháo binh, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy các kho vũ khí, và thiết bị quân sự của nhóm tác chiến, chiến lược Hotissa của lực lượng vũ trang Ukraine và các máy bay chiến đấu của quân đoàn nước ngoài tại đây. Các mục tiêu tấn công khác bao gồm nơi lưu trữ máy bay không người lái, các điểm tập trung quân nhân và thiết bị quân sự trên 118 khu vực. Bên cạnh đó, lực lượng Nga cũng nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng công nghiệp quốc phòng và liên lạc quân sự của Ukraine để trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở các thành phố của Nga. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, quân đội Nga triển khai hoạt động một cách thận trọng và tránh các cuộc tấn công vào các tòa nhà dân cư cũng như cơ sở hạ tầng xã hội. Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lên tiếng cảnh báo bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào được cử tới Ukraine cũng sẽ là mục tiêu chính đáng trong các cuộc tấn công của Nga cho dù họ đến từ Pháp hay bất kỳ nước nào khác. Bình luận của ông Peskov được cho là ám chỉ kế hoạch của Pháp gửi binh sĩ huấn luyện đến Ukraine tổng thống pháp emmanuel macron nhiều lần tuyên bố không loại trừ khả năng các thành viên nato đưa quân tới ukraine ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy các quân nhân huấn luyện người pháp đã và đang làm việc tại ukraine ông lavrov cảnh báo dù là thành viên của lực lượng vũ trang pháp hay lính tư nhân họ đều là mục tiêu chính đáng của lực lượng vũ trang nga bộ quốc phòng nga vừa cho biết quân đội đã tấn công một địa điểm huấn luyện phi công và quân nhân kỹ thuật của không quân Ukraine bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên biển. Nga không nói rõ địa điểm của vụ tấn công. Còn tại thành phố miền đông Kharkov, Ukraine, theo Reuters, một người thiệt mạng và 10 người bị thương sau một cuộc tấn công của Nga. Coi báo động không kích được cho là đã vang lên tại 15 vùng tại Ukraine, gồm thủ đô Kiev. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleschak cho hay, lực lượng phòng không đã ngăn chặn hai trong số ba tên lửa do Nga phóng đến Kiev. Trong tuyên bố trên ứng dụng Telegram, ông Oleschak không đề cập đến thông tin về chiếc tên lửa thứ ba. Theo thống đốc vùng Kiev, Ruslan Kravchenko, các mảnh vỡ của tên lửa bị bắn hạ khiến hai người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, các mảnh vỡ này cũng làm hư hại hơn 26 tòa nhà và nhà dân cư cùng một số tài sản công, xe cộ. Ukrainska Pravda cũng đưa tin dạng sáng 23 tháng 6, không quân Ukraine báo cáo quân đội Nga đã phóng tên lửa hành trình khắp Ukraine và cảnh báo không kích đã được ban bố ở một số khu vực. Lúc 4 giờ 46 phút theo giờ địa phương, quân đội Ukraine báo cáo một tên lửa hành trình Kalib từ phía nam qua vùng Nikolaev theo hướng vùng Kirovograd. Lúc 4 giờ 55 phút, Tên lửa hành trình được phát hiện ở phía tây bắc vùng Kirovograd, chúng tiến vào vùng Chekasy, di chuyển hướng về phía Bila Tserkva. Sau đó liên tiếp từ 5 giờ 3 phút đến 5 giờ 22 phút liên tiếp có báo cáo về tên lửa hành trình nga ở Chekasy, Kiev, Zhytomyr, Vastov và Sinkop, Vào lúc 5 giờ 41 phút mối đe dọa đã được xóa bỏ đối với các khu vực kể trên. Nga thường tấn công các địa điểm quân sự, cơ sở năng lượng, quốc phòng hệ thống liên lạc của Ukraine nhưng nhấn mạnh không nhắm vào nhà dân hay các cơ sở xã hội. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Krenin tuyên bố rằng cuộc diễn tập chung với Nga cho thấy quân đội Belarus sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật khi cần thiết. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình STV, ông Krenin cho rằng cuộc diễn tập được tiến hành cùng với các đồng nghiệp Nga đã cho thấy sự sẵn sàng cao của các quân nhân Belarus, trình độ đào tạo cao và khả năng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Có thể khẳng định rằng hiện nay Belarus hoàn toàn có khả năng và sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật khi cần thiết. Trước đó, Nga và Belarus đã khởi động giai đoạn 2 huấn luyện lực lượng hạt nhân phi chiến lược. Bộ Quốc phòng Nga nói, hoạt động này nhằm đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhà nước liên minh giữa hai quốc gia. Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc tập trận hạt nhân chiến thuật của Nga là cần thiết do căng thẳng ở châu Âu và những hành động thù địch của Mỹ cùng các thế lực châu Âu. Trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận, quân đội Nga đã huấn luyện cách trang bị và triển khai tên lửa Iskander, trong khi lực lượng không quân huấn luyện cách trang bị tên lửa siêu thanh Kinzha. Ông Peskov cho rằng những cuộc tập trận như Nga đang tiến hành với Belarus là hành động thông thường. Trong đoạn phim do Bộ Quốc phòng Nga công bố, một hệ thống tên lửa Iskander đang được đưa xuống một cánh đồng và tên lửa được đưa vào tư thế phóng. Ngoài ra, còn có máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31 mang tên lửa Kinza và máy bay ném bom siêu thanh tầm xa Tupolev Tu-22M3. Cuộc tập trận bao gồm việc tấn công các mục tiêu từ khoảng cách hơn 600 km và diễn ra sau một cuộc diễn tập hỏa lực phòng không. Tổng thống Belarus Lukashenko Hồi tháng 4 cho biết, vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã được triển khai ở Belarus theo một thỏa thuận được ông và tổng thống Nga Putin công bố vào năm 2023 như một biện pháp ngăn chặn phương Tây. Vũ khí hạt nhân chiến thuật được thiết kế để sử dụng trên chiến trường, khác với vũ khí hạt nhân chiến lược vốn được dùng để tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách xa. Theo các chuyên gia, việc Moscow sử dụng loại vũ khí như vậy có thể gây hoang mang cho phương Tây mà không nhất thiết gây ra một cuộc giao tranh hạt nhân toàn diện, mặc dù vẫn có khả năng gia tăng căng thẳng. Kể từ những ngày đầu tiên của xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Putin nhiều lần cảnh báo phương Tây về quy mô và sức mạnh của kho vũ khí hạt nhân của Nga. Ông John Canson, đồng thời là Tổng Giám đốc Văn phòng Bảo vệ và Không phổ biến vũ khí hạt nhân Australia từ năm 1989, Đến năm 2010, ông là thành viên cấp cao không thường trú của Trung tâm Giải trừ Quân bị và Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, viên áo đồng thời là chuyên gia của mạng lưới lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương về không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông đã có bài viết về hành động giảm thiểu nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Trong bài viết này, ông nhắc tới lời mà Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã cảnh báo: Nhân loại đang ở trên lưỡi dao. Nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đã đạt đến mức độ chưa từng thấy kể từ thời chiến tranh lạnh. Cần có hành động khẩn cấp để giảm nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân và thiết lập một quy trình nhằm đạt được giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo ông, giải trừ vũ khí hạt nhân không phải là một khát vọng phi thực tế. Đúng hơn, thật phi thực tế khi tin rằng vận may của chúng ta trong việc tránh được chiến tranh hạt nhân có thể kéo dài vô tận. Trong những năm qua, đã có một số trường hợp suýt xảy ra sai sót hoặc trục trặc gần như dẫn đến chiến tranh hạt nhân một lộ trình loại bỏ vũ khí hạt nhân với các bước giảm thiểu rủi ro khẩn cấp là điều bắt buộc đối với sự sống còn của nhân loại. Như Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã công nhận vào năm 1984, một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được tiến hành. Trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, không những dân thường ở các quốc gia tham chiến không thể được bảo vệ, mà những hậu quả thảm khốc bao gồm bụi phóng xạ và hiệu ứng mùa đông hạt nhân cũng không thể chỉ giới hạn ở những quốc gia đó. Chiến tranh hạt nhân là mối đe dọa toàn cầu mà tất cả các nước đều có quyền được bảo vệ. Mặc dù ICJ không thể kết luận liệu việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân có hợp pháp trong trường hợp tự vệ cực đoan hay không, nhưng ICJ nhấn mạnh rằng bất kỳ việc sử dụng vũ khí nào như vậy đều phải tuân thủ luật pháp quốc tế, một yêu cầu dường như không thể đáp ứng được. ICJ nhấn mạnh rằng tất cả các nước có nghĩa vụ theo đuổi các cuộc đàm phán dẫn đến giải trừ vũ khí hạt nhân. Đây là nghĩa vụ cụ thể đối với 190 nước ký tham gia Hiệp ước Không Phổ Biến Vũ Khí Hạt Nhân, NPT. Trong đó có 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân được công nhận như Mỹ, Anh, Nga, Pháp và Trung Quốc. Và nghĩa vụ luật pháp quốc tế chung áp dụng cho 4 quốc gia không tham gia NPT mà sở hữu vũ khí hạt nhân như Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel. Thế giới không thể tiếp tục không hành động trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Nguồn cảm hứng có thể được rút ra từ hội nghị thượng đỉnh Reagan-Gorbachev, Reykjavik năm 1985 cho thấy rằng việc các nhà lãnh đạo thế giới thống nhất về thời gian biểu cho việc loại bỏ vũ khí hạt nhân là trong tầm tay. Mặc dù hội nghị thượng đỉnh không đạt được mục tiêu này, nhưng nó đã dẫn đến các thỏa thuận cắt giảm vũ khí lớn. Những gì có thể được thực hiện? Đầu tiên, chính phủ các nước cần có hành động khẩn cấp về các biện pháp giảm thiểu rủi ro và căng thẳng. Các biện pháp này bao gồm các kênh liên lạc và đường dây nóng, giảm cảnh báo loại bỏ vũ khí khỏi trạng thái phóng khi nhận được cảnh báo, hạn chế các trường hợp có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, thỏa thuận không sử dụng lần đầu do Trung Quốc đề xuất sẽ là một bước tiến lớn và tăng cường kiểm soát quốc gia về thẩm quyền sử dụng vũ khí hạt nhân. Số phận của thế giới không được giao trong tay một hoặc hai cá nhân. Một lĩnh vực thiết yếu khác là khôi phục các cuộc đàm phán và phát triển các thỏa thuận mới về kiểm soát vũ khí. Điều này sẽ liên quan đến việc đặt ra các giới hạn về loại và số lượng vũ khí hạt nhân cũng như các hệ thống phân phối liên quan. Một khía cạnh quan trọng là việc loại bỏ cái gọi là vũ khí hạt nhân chiến thuật. Một lĩnh vực công việc khác sẽ liên quan đến việc xác minh, tính minh bạch và các thỏa thuận xây dựng lòng tin. Cần có một quá trình tham gia liên tục, không chỉ về kiểm soát và giải trừ vũ khí, mà còn về các vấn đề an ninh rộng hơn. Sự tham gia này có thể làm rõ những khác biệt, cải thiện sự hiểu biết lẫn nhau, xác định điểm chung, tìm ra giải pháp và xây dựng niềm tin cần nhấn mạnh vào ngoại giao và đối thoại chủ động. Sẽ cần có các diễn đàn mới ở cấp độ lãnh đạo và làm việc và có thể ở cấp khu vực cũng như toàn cầu. Những diễn đàn này phải tập trung vào kết quả và không bị những bất đồng chính trị làm cho tê liệt như đã xảy ra với hội nghị giải trừ quân bị. Thông tấn Nga Interfax ngày 22 tháng 6 dẫn lời tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi bày tỏ lo ngại về tình hình nguồn cung điện khẩn cấp từ bên ngoài cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sau khi trạm biến áp Luch gần đó hư hại vì đòn tập kích bằng máy bay không người lái UAV. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm ở thành phố Enegoda do lực lượng Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhia. Sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào trạm biến áp Luch, thành phố Enegoda đã bị mất điện nhiều giờ. Ông Grossi nêu quan điểm, thiệt hại tại trạm biến áp Luch ngay cạnh nhà máy Zaporizhia đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên nhà máy Zaporizhia sống ở Enegoda, do đó nó ảnh hưởng đến an toàn và an ninh hạt nhân. Bảo vệ hạ tầng năng lượng là điều rất cần thiết. Theo truyền thông Ukraine, trước khi xung đột nổ ra, nhà máy Zaporizhia vận hành 6 lò phản ứng hạt nhân, tạo ra 42 tỷ kWh điện một năm, chiếm 20% sản lượng điện hàng năm của Ukraine và đủ khả năng cung cấp năng lượng cho 4 triệu hộ gia đình. Đây không phải là lần đầu tiên IAEA cảnh báo, về nguy cơ mất an toàn ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, hồi tháng 4 rằng thế giới đang cận kề một vụ tai nạn hạt nhân tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Theo IAEA, nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn hạt nhân như vậy phải được giảm thiểu bằng tất cả khả năng có thể của tất cả các bên. Phát biểu tại phiên họp, ông Grossi cho rằng, mặc dù thực tế là cả sáu lò phản ứng của nhà máy này đang ở chế độ tạm dừng hoạt động, nhưng các vụ tấn công gần đây nhằm vào Zaporizhia đang khiến cộng đồng quốc tế tiến gần hơn đến một tai nạn hạt nhân nguy hiểm. Tổng giám đốc IAEA cho biết, nhóm giám sát của IAEA tại nhà máy Zaporizhia, ISAMZ đã xác nhận đây là các cuộc tấn công đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2022 nhằm trực tiếp vào nhà máy điện hạt nhân này. Theo ông Grossi, mặc dù các vụ tấn công lần này không dẫn đến sự cố phóng xạ, nhưng chúng làm tăng đáng kể rủi ro tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, vốn đang đặt trong tình trạng nguy cơ cao. Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc, Vasily Nebenzia cho rằng, Nga đang nỗ lực cùng với sự hỗ trợ của IAEA để ngăn cản các mối đe dọa về an toàn tại Zaporizhia, đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân đã và vẫn là ưu tiên vô điều kiện của Liên bang Nga. Nỗ lực của chúng tôi, với sự hỗ trợ của lãnh đạo IAEA, đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn các mối đe dọa về an toàn và an ninh tại Zaporizhia. Nga chưa bao giờ bố trí vũ khí hạng nặng tại Zaporizhia và chúng tôi cũng chưa bao giờ tấn công nó từ lãnh thổ của mình. Các chuyên gia IAEA tại Zaporizhia đã được nga mời tới đó và họ biết rõ tất cả những điều này. Trong khi đó, đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc, Kislytsia, bác bỏ những cáo buộc của nga và tái khẳng định cách duy nhất để thoát khỏi tình hình rất bấp bênh hiện nay là phi quân sự hóa hoàn toàn Zaporizhia và các vùng lãnh thổ lân cận. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia được xây dựng từ năm 1984 đến năm 1995 là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và lớn thứ 9 trên thế giới. Sau 3 năm xảy ra cuộc xung đột Nga-Ukraine, cả 6 lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hiện đã tạm ngừng hoạt động.